chào mọi người, chào các chú diễn giả. Đây là em Xì Chum. Đấy, hôm nay mình với em Xì Chum sẽ khám phá cái tổ ong nha quý vị. Tổ ong mặt cái đóng trong cái tủ nè. Đây, cái tổ ong đóng trong này nè quý vị, nó bay thấy không? Đó, đó, tổ ong trong này nè. Trước khi bắt mình tha cái dầu nước xanh hoặc là dầu linh nó xanh quanh tay mình á, ong nghe mùi nó không có đó, không có đáp gì nó chiết. Cái tủ này tủ học nè, tủ học sinh nha, giờ bỏ ngoài này không có ai học nữa, cái ông ấy vô nó đóng này. Ôi ôi, 5-6 tàng luôn Trâm ơi. Chân à, con được nè, tủ ông nè quý vị ơi. Đó, ủa, ai bỏ mấy chai đây chi chàng, chân con chưa lấy ra em gọng cho nó đóng bự ra, chân con chưa có sức dầu nữa tụi lấy sức đi, giúp đi. Nguy hiểm quá mọi người, đừng có làm theo nghe, nguy hiểm nghe, nên nó chích nha. Để mình đeo bao tay vô mới được. Em Xì Chum ơi, em quay đi mình. Tủ bỏ ngoài này không có ái ghê. Tủ học sinh nè, bàn học sinh nè, có cái ngăn tủ nó chui vô nè, tới 5-6 tàng luôn rồi nè. Ôi, tủ đây dễ gì vậy rồi, ông nó chết luôn, củ trang như vậy. Đó, của ông nè. Ta nói ông vô nhà là bằng ăn được, nhưng mình thấy bằng ăn không biết được hay không, mà nó chết không dài mấy cái rồi. Bên đây bao tay vô. Bao tay vô. Bao tay vô khui khiều nó ra. Cho có gì nữa. Trời, bao tay. Bao tay giống bao tay bà Hằng đó, trời ghét rồi. Bà Hằng để lâu nó mục, bao tay lâu rồi, trời mục rồi. Còn cái nó mới rớt đâu rồi. Bao tay hả mua kẹo, bà Hằng kéo hoài không gắt này. Kéo gắt rồi. Em bỏ đi. Vậy mình lấy chiếc đũa mình chiều khiều ra đi. Sao mình lấy cái đũa mình chiều khiều ra đi. Có mặt không? Rồi mình lấy cái đũa mình chiều khiều ra đi. Bài quá trời luôn. Chết cha bị dính dính một nhát này. Thank you.
ta đi ta làm cái khói ung thôi. Nhanh nhất là bây giờ cho khói ung nó cho nó bay ra bớt. Cái này quá hung rồi. Đó. Hung quá, chết hai nhát rồi. Mẹ thương phải có một con. Ai vậy cháy nhà vậy? mình hai nhớt rồi, với tay với chán, nhưng mà chắc không sừng thì nó dịu dịu xuống. Con bảo vệ. Ông này kỳ quá. Có gì khá ổ luôn nha. Lấy cái đủ đi để nhà nguy hiểm quá, không giải chích mấy cái lấy cái cục đi phát nó rậm đi lấy con nó chiên ngang chung mình quậy vô quậy 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 cầm chi vậy. Nó đi chỗ khác ở đi. Không có mặt mà nó chích quá trời chích.
khói vô sỉnh hết mình chích rồi. Để lên thổ đi à. Bỏ thằng thuốc rồi. Một hồi nữa. Không quá à. Còn mấy ông không quá à. Ê là mấy cái tàn như cái tàn vậy đi. Quấy là mấy cái tàn như cái tàn. Cái tàn này nó làm nè. Không mặt luôn á. Như đẻ thôi. Không có thích mặt. Không có mặt luôn mà không? Không mùi thơm luôn. Ôi mày quá tệ. Ống này 5 tàn đáng lẽ chỉ có 1, 2 tàn có mặt. Thở lấy cho 3 tàn dục mấy con không. Mấy ông làm biến không biết đi lên tìm mặt. Ôi quẩy chừa con ơi, quẩy con cá nữa. Càng mở vô chứ không có cho bà vậy đó. Ở đây nó chích. Đừng cái càng mở vô nữa. Chơi chơi quốc tình nhát rồi quá. Tụi tôi mà chết tao thì chơi đi nha. Vì thấy bắt ông nguy hiểm không? Bắt chung này là nhìn cái nhà luôn. Thôi vui. Rồi chỗ này lai chín mà bị nó bung rồi, trước bị nó chích rồi. Nó có 4 đồng cái tàn quá vậy mà không có mệt. Quá hung rồi. Bây giờ mình phá chiếc cho nó đi chỗ khác luôn. Phải lấy chết cái tàn ra để vô cái gỗ mà vậy. Phải chết cái tàn ra để. Nó quá hung ác rồi. Mấy ông mà hung quá. Không có mặt. Ông này không có mặt nào luôn nè. Lấy cái tàn bỏ vô gỗ được. Ý nó còn cái tàn trên này hàng chi nó chưa chịu đi. Nó sáng luôn. Quẩy dớt xuống bỏ. Bỏ cho nó đi chỗ khác đi. Nó nghèo hiểm không? Nhiều người bị nó chích quá trời quá vậy. Cho nó đi chỗ khác ở đi. Này không được rồi. Đó, nó còn một cái đàn mặt đó mà. Nó có mặt không? Cho còn một cái tàn nữa, tôi chơi dãy nó ra luôn. Bị. Ông giận chích con mày. Đây có khói không gà nè. Không có mặt. Ui ui ui. Quá ông mà lớn mà không có mặt luôn. Giờ mà chỗ này mình còn lại chim bùi ngồi chơi bùi. Để bên này nguy hiểm quá. Nó bu kìa. Đóng rồi mày quá vậy ông lớn mà không có cái mặt luôn. Đóng này cũng 2 tháng mấy à. Làm biến quá. Nó không làm biến rồi có mặt rồi vậy. Đúng rồi bạn giỏi quá. Ơi sau khi bắt ông xong là bị nó quất hết à cái kia nó còn nè. Bích 2 nhát, 1 nhát trên trán, 1 nhát lên tay nhưng mà chắc không có độc cái gì rồi. Nó cũng hơi ê xíu à, không sao. Đấy, ông gì không có mặt hết trơn làm biến quá, giờ cho nó đi khỏi nhà luôn, nó chích quá nhiều người rồi. Nó bị 2 nhát nhưng mà không sao thôi. Quẩy là người thứ 3 đi chích á. Hổng chích rồi, hổng đi ăn bóng đèn á. Cái nó đeo lên đầu nó chích, đeo lên đầu tưởng con gì chụp chụp lên nó quất vô tay cái. Ê, con cái thằng biến chưa bị chích luôn. Mẹ mình bị chích mấy lần luôn. Châm có bị chích chưa Châm? Chưa. Ở dưới ông này nó nhẹm thung quá à, đuổi đi khỏi nhà luôn đi. Không có mặt nữa. 5-6 cái tài không có mặt. Mình phá ổ nó luôn quý vị. Để nhà nguy hiểm quá. 2-3 đứa nít mà đi khơi khơi bị chích là sưng mặt á. Mình lớn lớn có lẽ là kháng độc được. Con nít nít nó yếu yếu chích là sưng mặt. Thôi ai xin chào tạm biệt mọi người nghe. Hôm nay bắt ông mà không có miếng mặt nào nữa. Bye bye.